Những năm tháng không thể nào quên. Hồi ký chiến trường ca, từ lính chiến đến lính trinh sát. Tác giả Nguyễn Xanh, cựu chiến binh. Tập 6. Sau khi trung đoàn 732 làm chủ thị trấn Trờ Long, tiểu đoàn 1 của tôi xem như được giải lao và sẵn sàng nhận nhiệm vụ mới. Giao tiểu đội cho Dũng Huế sắp xếp canh phòng. Tôi vác khẩu tiểu liên đi lòng vòng để tìm có thứ gì cải thiện cho anh em. Vô tình, tôi đi vào khu vực đại đội 8, tiểu đoàn 2 đang tổ chức rút kinh nghiệm của trận đánh. Đúng lúc cuộc họp kết thúc, các trung đội giải tán về vị trí, tôi bắt gặp thằng Châu, tiểu đội trưởng tiểu đội 6, trung đội 8. Phan Minh Châu đang đứng dưới rặng dừa, một mình lặng yên mắt nhìn ra bờ sông với vẻ mặt buồn thảm. Cái cục cổ biểu hiện giới tính đàn ông của nó cứ chạy lên chạy xuống như để cố nuốt ngược vào lòng điều gì đó. Nhìn thấy tôi đang bước đến, chưa kịp chia sẻ điều gì, nó hỏi tôi: "Tiểu đoàn 1 phải không?" "Tôi là Tị, đại đội 3, tiểu đoàn 1, công dân quận 10. Lễ bất thành văn, thường thì lính trong trung đoàn gặp nhau khi giới thiệu về mình thì luôn nói quê hương của mình. Minh Châu, trung đội 8, đại đội 8, tiểu đoàn 2, dân quận 11. "Mấy hôm nay mệt quá phải không? Dân tiểu đoàn 2 của mấy ông chơi khá lắm đó. Sau cái vụ đồi không tên ở sở vay chép, rồi bây giờ chịu đòn lần nữa mà vẫn đứng vững là quá ngon rồi. Ông Tị này, thằng Châu tôi nguyên rủa và căm hận bọn Pol Pot này tận xương tủy, ông biết không?" Tôi móc thuốc ra hút và mời Minh Châu một điếu. Nó không biết hút thuốc nhưng vẫn nhận điếu thuốc tôi mời. Tôi bật lửa đốt thuốc cho nó, thấy bàn tay nó rung rung, miệng thì bập lia lịa rồi ho sặc sụa. Rồi tôi lại hỏi: "Trong trận này tiểu đoàn của ông thế nào?" "Bị thương 2, đại đội 1 có 2 con không về nữa." Tôi kéo một hơi thuốc rồi nhìn nó và nói tiếp: "Chuyện nhà binh mà, lính bọn mình phải chấp nhận thôi, chứ biết làm sao hơn." "Biết là vậy, nhưng nghĩ mà coi, trung đội có 30 người, rơi rụng lần lần, còn 25. Chỉ một trận này thôi, tập hợp đại đội thì trung đội 8 chỉ còn 10 thằng. Đau lắm Tị ơi." Nói rồi thì nó ứa nước mắt, cục cổ lại chạy lên chạy xuống. Nhìn thằng Châu thảm não, nào tôi phải đâu là gỗ đá mà không biết đau thương, nhưng tôi lại không thể làm sao biểu cảm lộ ra như nó được. Tôi cũng không biết tại sao nữa. Có phải tính cách của tôi đã bị chi phối bởi làn tên mũi đạn làm cho chai lì mất rồi? Mới hôm nào tin chiến thắng vang dội của quân đoàn chủ lực đã vào Phnom Penh, rồi thì niềm mơ ước chúng tôi mong chờ đã sắp đến. Rồi sẽ được về nhà, hay ít ra đơn vị sẽ được rút về phòng thủ trên các tiền đồn biên giới của Tổ quốc thân yêu. Nhưng chớ trêu thay, bọn quỷ đỏ vẫn còn đó, nên đồng đội tôi, bạn bè tôi, một số nữa đã phải tiếp tục, thôi không còn chờ nữa. Để cho bao nhiêu trái tim sẽ tổn thức trong ngậm ngùi ở tận quê nhà xa đó nữa rồi đây. Trong cái xe lạnh, dòng Mê Công từ bao đời nay cứ chảy tuôn về vô định. Ánh nắng vẫn ngọt ngào ve vuốt những tàu lá dừa bên dòng sông hùng vĩ, mới đây còn là chiến địa. Tôi biết tiết trời đã lập xuân. Theo cánh quân tiểu đoàn 1, tôi hành quân băng rừng xuống Tây Nam, hướng về lộ 7 Kampong Tràm. Trời đã về chiều. Trên đường hành quân, lúc ra gần đến Đam Bơ thì dừng chân giải lao. Trong khu rừng u tối có những cây mai rừng đang nở hoa khoe sắc vàng rực rỡ. Trong khi mọi người tranh thủ dựa lưng vào ba lô để lấy sức, tôi đã bắt gặp Dũng Huế ngắm nhìn những cảnh mai nở rồi lắc đầu thở dài, không nói gì. Tôi hiểu tâm trạng của nó vì chúng tôi là bạn thân từ ngày còn mài đúng quần trên ghế nhà trường. Tâm trạng tôi cũng bối rối, có hơn gì nó đâu. Khi thấy hoa mai là Tết, đã sắp đếm Tết rồi mà giờ này chúng tôi còn đang nổi trôi với thân phận trinh nhân Hồ Hải. Vậy mà nàng xuân lại lả lơi đến với muôn loài. Làm tôi chợt nhớ, khi chuẩn bị đón ngày Tết đến, mỗi độ xuân về, tâm hồn mỗi người đều cảm nhận thấy sự rộn ràng trong cái không khí đoàn tụ ngày cuối năm. Khi chiều xuống, chiếc dép ma 2 vừa đỗ trước sân nhà là hai anh em chúng tôi ào ra tíu tít đón ba đã về. Trong mùi hương trên bàn thờ, ông bà lan tỏa sự ấm êm và hạnh phúc quây quần. Lần nào má tôi cũng mời chú hạ sĩ Nhất Ngộ đã lái xe cho ba tôi 7 năm ở lại dùng cơm, nhưng chú ấy luôn từ chối để kịp về với vợ con bên gia đình. Giờ đây, chúng tôi những người lính mới 18 đôi mươi nơi biên xa
đợi lúc nào thôi khói lửa thì Xuân hãy đến với lính, bởi chúng tôi vẫn còn đi hoài khi hai vai còn nặng nghĩa nước nợ nhà, mà Tết đến thì có gì vui đâu. Ở đây lính không có xuân hạ thu đông, ngoài nhiệm vụ hành quân với đêm ngày và mưa nắng. Ở đây những chiến binh chúng tôi cũng có bao ước mơ dâng tràn, có anh lính tay ngắt một cành mai mà trong lòng buồn ngẩn ngơ khi xuân mới lại về đây, cho lòng thương mến ai nhiều. Mong sau đất nước được yên bình để cho những ước muốn không còn là mãi trong mơ. Xuân đi xuân đến rồi xuân lại về, để ai đó trên đường đi lễ xuân khi chúng tôi vẫn nhịp bước quân hành, vì tình quê hương một năm đã qua rồi, lòng thấy bâng khuâng. Tôi nhặt cánh mai vàng nơi này để gửi tặng cho ai đây? Về đến thị trấn Cờ Rông Xuông, nơi đặt chỉ huy sở trung đoàn 732, tiểu đoàn 1 được lệnh đi tiếp trở lên hướng bắc 15 km vào Cờ Rau Chầm Ma. Tiểu đoàn 1 được lệnh đi tiếp trở lên hướng bắc 15 km vào Cờ Rau Ma. Tiểu đoàn 2 đứng chân tại Cô Pông Sở Leng. Tiểu đoàn 3 trú đóng ở Đam Bơ. Thời gian mấy hôm quanh quẩn ở khu vực Cờ Rông Ma chỉ là những cuộc tuần tra nhỏ lẻ cấp trung đội, với tầm hoạt động bắn kính không quá 10 km theo cặp sông Mê Công hoặc đi xuống phía nam với rừng cao su bạt ngàn. Trong thời điểm này, Bộ Chỉ huy Sư đoàn 303 cùng hai trung đoàn 731 và 733 đã sang hoạt động phía bờ tây sông Mê Công. Chỉ còn lại trung đoàn 732 ở lại bên bờ đông Mê Công. Lệnh của trung đoàn qua hệ thống liên lạc vô tuyến truyền xuống, ba tiểu đoàn bộ binh và các đại đội trợ chiến phải tập trung ra lộ 7 lúc 4 giờ sáng để hành quân cơ giới vượt sông Mê Công với nhiệm vụ chi viện và giải vây cho trung đoàn 733 đang bị quân của sư đoàn 603 Pol Pot bao vây bên bờ tây sông. 7 giờ sáng, tiểu đoàn 1 chúng tôi đã có mặt tại bến phà Kampong Tràm. Trong lúc chờ phà, tôi nhìn thấy những chuyến phà do công binh quân khu 7 đảm nhiệm đưa những chiếc xe zin từ bờ tây sang. Trên những chiếc xe sơn màu da trời ấy là những bao ni lông trong suốt, bên trong là những đồng đội của tôi được bọc vải trắng. Các anh là những chiến sĩ của quân đoàn 3 đã vì nước quên thân được đưa về từ Siêm Diệp và Bát Tam Bang. Họ đang trên cuộc hành trình về quê mẹ. Những con zin 130 đang từ từ rời chuyến phà của công binh. Hai bánh trước của xe cố leo qua những cái bậc tiếp nối giữa con phà và bến đỗ, nghiêng qua ngả lại thật êm như mong sao không làm các anh thức giấc. Tôi không phải là nhà văn hay là nhà thơ để có nhiều cảm xúc. Tôi chỉ là một thằng lính bộ binh mà thôi. Sao thấy trong tim sự xúc động bồi hồi, dù tôi biết rằng quy luật của chiến tranh là vậy đó. Trước cảnh sinh ly từ biệt này, dù tôi hay các đồng đội của tôi trên khắp mặt trận, làm sao mà không có giây phút bâng khuâng, để rồi chính chúng tôi là những người kiến tạo hòa bình. Ra khỏi khu vực bến phà Kampong Tràm, đoàn xe đưa các anh theo lộ 7 về hướng biên giới Việt Miên. Tôi nhìn với theo sau đám bụi mù, thầm nghĩ tổ quốc ghi ơn và anh hùng tử nhưng chí hùng bất tử là các anh đó. Hôm nay tôi và đồng đội tiếp tục băng mình vào lửa đạn. Tiểu đoàn 1 của tôi đã sang bờ tây sông Mê Công vào thị xã Kampong Tràm. Sau khi ăn trưa, tiếp tục hành quân cơ giới đến ngã ba Cham Ca Lêu lúc 13 giờ, rồi tiếp tục hành quân bộ 11 km vào đến Phum Mê Sa Trở Dây, cách nơi trung đoàn 733 bị vây hãm chừng 1 km bên kia cánh đồng. Ở đây tôi gặp thiếu tá Hoàng, trung đoàn trưởng đã đến trước chúng tôi, không biết từ lúc nào. Trước kia cách nay một tháng, tôi đã từng thấy thủ trưởng của mình, nay gặp lại, thấy ông càng gầy hơn, má hóp và khắc khổ hơn. Có lẽ ông đã lo nghĩ quá nhiều. Tôi thấy thông cảm và thương vị chỉ huy của mình. Chúng tôi đang trên tinh thần chờ lệnh tác chiến thì nhận được lệnh của sư đoàn phải hành quân trở ra ngã 300 Ca Lêu. Như vậy có nghĩa là trung đoàn 733 phải chịu trận thêm một đêm bị vây hãm. 7 giờ 30 sáng, tiểu đoàn 1 được lệnh trở vô Mê Sa Trở Dây. Khi vào đến nơi, tôi đã thấy có 4 chiếc M113, mỗi xe đều trang bị 12 ly 7 và có 2 xe được trang bị cối 62 ly ở trong thùng xe. Đại đội K16 82 ly và K17 75 ly cũng đã có mặt để tổ chức trận địa pháo. Trước cổng chùa của Phum Mê Sa Trở Dây, tôi đã thấy thượng tá Trần Đối
sư đoàn trưởng đang làm việc với các sĩ quan tác chiến và thiếu tá Hoàng cùng bộ tham mưu của mình. Hai chiếc M113 ở lại bên ngoài với sở chỉ huy tiền phương và có hai chiếc M113 chạy về phía đội hình của tiểu đoàn 1 để chuẩn bị xuất kích. Tôi đã trộm nghĩ, có lẽ sư đoàn đã áp dụng chiến thuật nhị thức, bởi hai chiếc thiết giáp ngoài 12 ly 7 còn trang bị cối 62 ly, mà cối thì không thể đi trước bộ binh như vậy. Bộ binh chúng tôi sẽ là nỗ lực chính và thiết giáp chỉ làm nhiệm vụ hỏa yểm. Trận đánh diễn ra vào lúc 10 giờ 40 phút. Các đại đội của tiểu đoàn bộ binh 1 và 2 đã áp sát trận địa. 10 giờ 45 phút sau loạt đạn cối 62 ly đặt trên xe M113 và cối 82 ly của đại đội K16 trợ chiến bắn cấp tập vào trung tâm của đội hình địch. Trên hướng tấn công của mình, các đại đội bộ binh của tiểu đoàn 1 dùng hỏa lực mạnh của DKZ-82 ly, B-40, B-41 và Thượng Liên 12 ly 7 công kích dữ dội vào các điểm đề kháng của bọn lính sư đoàn 603 Pol Pot ở mặt phía Bắc và tiểu đoàn 2 tấn công mặt Tây Phung An Pim. Hướng tiến công của đại đội 3, trung đội 9 chúng tôi đảm trách chỉ còn cách các công sự của bọn lính 603 khoảng 300 mét và có hai đợt xung phong bất thành do không thể vượt qua cánh đồng phía trước mặt dưới làn đạn Đại Liên được bắn như mưa rào từ một công sự được thiết lập ngay cửa ngõ của con đường chính dẫn vào Phung An Pim. Đã có một số chiến sĩ trung đội 7 và trung đội 8 bị thương vì trúng đạn Đại Liên của địch. Sau hội ý chấp nhoáng của ban chỉ huy đại đội 3, đã có sự phân công thiếu úy Vinh chịu trách nhiệm hai trung đội 7 và 8 làm công tác yểm hộ trung đội 9. Thiếu úy Thọ, đại đội phó chỉ huy trung đội 9, mũi tấn công chủ lực của đại đội. Một tổ xung kích gồm có tôi, Dũng Huế, B41 và Hóa Điên mang AK, nhưng có thêm một M72 có nhiệm vụ tiêu diệt ổ đề kháng là khẩu Đại Liên của địch để tạo cửa mở cho đại đội 3 xung phong đánh chiếm mục tiêu. Yểm hộ cho chúng tôi trong việc tiếp cận mục tiêu, trung đội 7 và 8 có nhiệm vụ nghi binh liên tục nổ súng áp chế và kêu gọi bọn địch đầu hàng nhằm làm lạc hướng chú ý của địch. Lợi dụng địa hình địa vật với những hàng cây thấp mọc ven rừng, ba đứa tôi khẩn trương vận động để tiếp cận mục tiêu. Khoảng cách được thu ngắn dần từ 300m còn 150 rồi 45m. Từ vị trí này, chúng tôi đã có thể quan sát rõ mục tiêu và có được một góc bắn khá tốt để ngay loạt đạn đầu phải khoan thủng cho bằng được cái con gà nòi đang nhảy cùng cùng, gây khó dễ cho đại đội 3 đang phải trụ ngoài kia, cánh đồng mới gặt còn trơ gốc rạ. Tất cả đã vào đúng vị trí, tôi vất tay làm hiệu. Bằng một thái độ bình tĩnh đến lạnh lùng và khả năng tác xạ chính xác, xạ thủ B41 Nguyễn Dũng, tức Dũng Huế, là thằng nhát gái nhất trong đám bạn của tôi. Từ vị trí ẩn nấp, vươn mình đứng dậy, lấy nhanh đường ngắm và khai hỏa, đưa quả đạn B41 cắm ngay chốc mục tiêu. Sức công phá của quả đạn đã khiến khẩu Đại Liên ngay lập tức im tiếng, không để cho bọn 603 kịp hiểu ra điều gì. Thằng Hóa Điên cũng bật dậy bồi thêm một quả M72 vào giữa đám bụi mù của trái đạn B41 vừa nổ. Để cẩn thận, tôi tặng thêm cho bọn địch mấy loạt tiểu liên. Rồi thì phía ngoài kia, đồng đội của chúng tôi dậy tiếng hò reo, tiếng thét xung phong vang dậy cả cánh đồng. Tổ xung kích đồng loạt rời vị trí, lao về phía khẩu Đại Liên vừa bị chúng tôi tiêu diệt. Giữa đám khói bụi chưa kịp tan, tôi thấy một tên lính áo đen đã tử thương bên khẩu Đại Liên, ngã chồng gọng, bay hết một chân súng, hai chân còn lại dính hờ vào thân súng, bị mất hộp tiếp đạn. Đồng thời tôi phát hiện có ba tên lính áo đen vừa vọt ra khỏi hầm, chạy về hai hướng. Chúng vượt qua những loạt đạn bắn đuổi của trung đội 7 và trung đội 9. Hai tên lính đầu tiên đã may mắn thoát được qua phía bên kia đám cây ven phum. Tôi phóng mình rượt theo tên còn lại đang chạy loang ngoằng phía trước. Sau hai loạt điểm xạ của tôi, cùng lúc với nhiều tiếng nổ tiểu liên của trung đội 7, tôi thấy tên địch khẽ loạng choạng rồi ngã chúi về phía trước theo đà chạy của nó. Hướng tấn công của tiểu đoàn 2 từ phía tây Phung An Pim tuy có phức tạp về địa hình rừng rậm nhưng khá thuận lợi, chỉ sau một đợt nổ súng đã bắt tay được với quân của trung đoàn 733. Riêng tiểu đoàn 1, ngoại trừ hướng phát triển đại đội 3 của tôi khá tốt,
thì bên cánh trái đại đội 1 và đại đội 2 khá bất lợi về địa hình bởi ruộng trống. Ngoài sự ngoan cố chống cự của địch trong phum Ampin, đại đội 1 đã bị địch đánh thọc sườn từ phum Sofia. Trước tình huống bất lợi về địa hình và chiến thuật, lệnh của trung đoàn cho lui toàn bộ đội hình tiểu đoàn 1 về phía sau 500m để áp chế địch quân bằng hỏa lực pháo đi cùng bộ binh. Nhận được lệnh của tiểu đoàn, thiếu úy Thọ cho trung đội 9 rút ra khỏi phum Ampin. Chúng tôi vừa ra khỏi phum thì thằng Hòa bỏ chết ra sau cùng, vừa chạy vừa hớt hải gọi và chỉ tay vào phum. Mướp mướp ơi, mướp, thằng Lân Đen bị thương còn nằm ở gốc dừa. Nghe thằng Hòa nói xong, tôi bảo: nó ở chỗ nào? Mày và thằng Hóa Điên theo tao trở vô mau. Ba đứa tôi ba chân bốn cẳng chạy trở vô phum để tìm thằng Lân Đen. Ở ngoài cối 82 ly, 62 ly và 75 ly không giật bắn bắt đầu cấp tập vào phum Ampin và phum Sofia để áp chế địch quân. Trong khi toàn đội hình của tiểu đoàn đang lui về phía sau, chỉ có ba thằng tôi chạy ngược lại trên cánh đồng đã không qua mắt được thượng úy Giảng, tiểu đoàn trưởng. Ông nổi giận xuống ngay đại đội 3 và đòi đưa thiếu úy Thọ ra tòa án binh nếu ba thằng tôi ngủm cụ tỏi. Thiếu úy Thọ xanh mặt không giải thích được và không hiểu tại sao. Làm sao tôi báo cáo kịp với đại đội phó đây? Và anh đành chịu sự lôi đình của tiểu đoàn trưởng. Tìm được thằng Lân vẫn còn đang nằm tại gốc dừa, cách rìa phum hơn 100m vì bị một viên đạn AK bắn trúng ổ bụng. Ruột non đã thòi ra ngoài nên nó không thể đi đứng được. Tạm băng cho nó xong, tôi và Hóa Điên mỗi thằng sóc một bên nách, lôi nó ra ngoài, còn thằng Hòa bỏ chết đi sau bắn chặn hậu. Chúng tôi vừa ra đến bìa phum thì pháo cũng vừa dứt. Và lần tấn công thứ hai này, hai chiếc M113 dự bị được tung luôn vào trận. Tất cả là 4 chiếc thiết giáp. Tiểu đoàn 1 nằm giữa hai bên cánh, mỗi bên là hai xe M113. Vẫn là chiến thuật nhị thức, nhưng lần này thiết giáp làm nỗ lực chính chạy lên phía trước với 4 khẩu 12 ly 7 hoạt động liên tục với sự phối hợp của cối 82 và 75 ly không giật của trung đoàn bắn giải, làm tiền đề cho bộ binh tiểu đoàn 1 chúng tôi cũng chia làm hai cánh tấn công. Đại đội 1 và 2 tiến vào phum Sofia, đại đội 3 tiến trở lại vào phum Ampin, mà bên cánh phải chúng tôi phía trong rừng đã có tiểu đoàn 2. Với sự hỗ trợ của thiết giáp và pháo binh một cách đắc lực, tiểu đoàn 1 của chúng tôi nhanh chóng đánh bật quân của sư đoàn 603 Pol Pot ra khỏi trận địa và nhiệm vụ giải vây cho trung đoàn 733 được hoàn thành. Sau khi đã làm chủ trận địa, trong lúc giải lao chờ lệnh hành quân thì thượng úy Giàng đã xuống gặp đại đội trưởng và yêu cầu ba đứa tôi trình diện. Sau khi chúng tôi xếp hàng ngang chào thủ trưởng tiểu đoàn, ông nghiêm mặt hỏi làm tôi hết hồn: trong ba người ai là chỉ huy? Thưa thủ trưởng, là tôi, Sanh Tị, binh nhất tiểu đội trưởng tiểu đội 9. Tôi báo cáo. Thế còn hai em này? Ông dịu giọng. Dạ thưa, là Nguyễn Văn Hòa và Nguyễn Văn Hóa, đều binh nhì, chiến sĩ. Tôi báo cáo thay. Được, được, mấy chú khá lắm, trong nguy khó đã không quên đồng đội. Nhưng phải hết sức cẩn thận đấy nhé, tên đạn không có mắt đâu. Tôi sẽ bảo Văn Tư làm đề nghị trung đoàn thăng quân hàm cho mấy em, mỗi người lên một cấp. Thôi, về đi. Sau sự việc này, tôi có gặp thiếu úy Thọ xin lỗi vì chuyện xảy ra ngoài ý muốn, làm tiểu đoàn trưởng trách oan cho anh. Nhưng thiếu úy Thọ vẫn có vẻ không vui. Ngày 29 Tết, sau trận đánh giải vây cho trung đoàn 733 thành công, thì toàn bộ trung đoàn 732 được lệnh rút ra ngoài ngã ba Trăm Kalu. Đoàn xe vận tải của quân khu 7 đã chờ sẵn để đưa trung đoàn 732 trở về phía đông sông Mekong. Khi chúng tôi vừa ra đến trung tâm thị trấn Trăm Kalu thì được tin bọn sư đoàn 603 Pol Pot vừa bị chúng tôi đập cho một trận tan tác, đã tập hợp được lực lượng trở lại tập kích vào đội hình của trung đoàn 733 tại phum Ampin. Tiểu đoàn 2 của trung đoàn 732 được lệnh quay trở vào để hỗ trợ cho trung đoàn 733. Còn lại tiểu đoàn 1 và tiểu đoàn 3 cùng khối đại đội trợ chiến của trung đoàn tiếp tục lên xe hành quân theo kế hoạch đã định. Về đến ngã ba Cờ Rét, chưa kịp nghỉ ngơi thì đại đội 3 có lệnh tập họp để phổ biến nhiệm vụ. Theo lệnh của tham mưu trung đoàn,
thì đại đội 3, tiểu đoàn 1 có nhiệm vụ cắt một số binh sĩ thuyên chuyển bổ sung cho đại đội K-18 hỏa lực 12 ly của trung đoàn. Danh sách điều chuyển gồm binh nhì Nguyễn Văn Tấn và Trần Văn Banh của trung đội 7, binh nhì Châu Hùng Phi, Ngô Minh Châu, Lưu Bá Hòa và tôi của trung đội 9. Trung sĩ Hưng, quyền chỉ huy trung đội, đã gặp thiếu úy Vinh, đại đội trưởng, đề nghị can thiệp cho tôi được ở lại, nhưng không thể do danh sách chuyển đi, thiếu úy Thọ Lập đã được chuyển lên tham mưu trung đoàn. Chuyện đã vậy, tôi đành phải chấp hành lệnh của chỉ huy để bàn giao cái tiểu đội thân yêu mà tôi đã xem cái gia đình thứ hai của mình, mái ấm mà tôi đã gắn bó với nó kể từ ngày đầu cuộc chiến trên cái xứ sở chết tiệt này. Tôi giao lại cho Dũng Huế, thằng bạn thân của tôi. Buồn vì phải xa những thằng bạn khi còn ở quê nhà, rồi qua đến đây đứa còn đứa mất. Những thằng bạn còn gọi là đồng đội, chúng tôi đã cùng nhau đói lạnh và những giờ phút vào sống ra chết. Chỉ có điều an ủi là bàn giao cái tiểu đội con này lại cho thằng bạn thân từ ngày còn mài đũng quần trên ghế nhà trường. Thằng Dũng Huế, điều này có nghĩa là nó đã đạt sự tiến bộ và trưởng thành trong môi trường gian khổ, có được niềm tin của chỉ huy và là chỗ dựa cho anh em trong cuộc sống và chiến đấu kể từ hôm nay. Vào buổi tối bên chén trà tiến tôi ngày mai qua đơn vị mới, có Dũng Huế, Hùng Bông, Hùng Con và Minh Muối Mè, tôi nói: giá như mà để thằng Dũng làm tiểu đội trưởng mà tao được ở lại với tụi bây, dù làm lính hoài tao cũng chịu nữa. Tao cũng không hiểu được mấy ông đại đội tại sao lại để cho mày đi chứ, Hùng Bông nói. Có gì mà không hiểu, bộ là con nít sao, chuyện đời nhọn mỏ là vậy, Minh Muối Mè nói. Thôi đi mấy ông thần của tôi, nói chuyện đó làm gì. Mai này tụi bây ráng bảo bọc nhau giữa làn tên mũi đạn, để mà còn có ngày về, anh em ráng hỗ trợ cho thằng Dũng hoàn thành nhiệm vụ, tôi nói. Nhận nhiệm vụ tao cũng giàu lắm, không biết có lo được cho anh em như thằng Tị không. Nhưng có điều tụi mình phải mừng cho nó được về đơn vị hỏa lực, ít ra cũng đỡ vất vả và hiểm nguy như ở bộ binh, Dũng Huế nói. Nói rồi nó lôi trong ba lô ra 5 gói thuốc lá nông nghiệp đưa cho tôi, làm tôi bất ngờ và tròn mắt nhìn nó. Vì từ nào giờ nó có hút thuốc lá đâu mà sao nhiều thuốc vậy? Mà nếu biết nó có thuốc lá thì tôi đã tịch thu hết mỗi lần có nhu yếu phẩm. Nó nhìn tôi và cười hiền hòa, rồi bảo đây là quà của cả tiểu đội dành cho tôi, hãy cầm lấy để anh em vui. Cầm những bao thuốc lá trên tay, trong lòng tôi biết bao cảm xúc. Tôi đưa mắt nhìn 5 thằng còn lại ở Dũng Huế, Minh Muối Mè, Hùng Bông, Hùng Con và Hùng Mo. Cảm ơn tình cảm anh em đã dành cho tị này. Hãy ghi nhớ một điều, khi đã là lính với nhau, biết khoác chinh y, chấp nhận đến mọi chiến trường, thì tuy không gian có là muôn lối, nhưng thế nào chúng mình cũng chỉ là một thôi. Sáng ngày 30 Tết, sau khi cơm nước xong, tôi trả lại súng đạn cho đơn vị và từ biệt mọi người, rồi 6 thằng tôi vác ba lô theo con lộ đất đỏ hướng về phía biên giới Việt Miên độ 1 km, rồi rẽ trái theo đường xe bò vào hơn 500 mét là đến ban chỉ huy đại đội K-18 đóng trong rừng Le. Đến nơi, chúng tôi gặp binh nhì Thọ liên lạc đại đội thì được biết thiếu úy Dương Khắc Hồng, đại đội trưởng, đã đi họp trên trung đoàn, ở nhà chỉ còn chuẩn úy Nhữ Hồng Quang, chính trị viên phó. Thọ bảo chúng tôi chờ để Thọ vào báo cáo sếp. Một lúc sau nó quay ra và bảo 6 đứa tôi ra bụi Le ngồi chờ vì anh Quang đang bận nghe đài. Là những thằng lính và chỉ là lính vậy thôi, mà ở bộ binh khi có miếng thịt trâu thôi, thượng úy Khiêm, chính trị viên tiểu đoàn, cũng để dành cho chúng tôi. Lúc đánh nhau thì có tiểu đoàn trưởng luôn sát cánh cùng anh em. Còn bây giờ ở đây, những thằng lính quèn chúng tôi phải ra bụi tre ngồi chờ ông chuẩn úy nghe đài xong mới tiếp. Kéo nhau ra bụi Le ngồi chờ, tôi lôi thuốc lá ra hút để đốt cháy cái khoảng không gian chờ đợi vô bổ, trong khi cả bọn cứ lào nhào trong bực bội. Sau gần 1 giờ chờ đợi, thằng Phi lên tiếng: không thể chấp nhận được kiểu đối xử như thế này. Tụi mình là lính tác chiến, bị điều về hỏa lực, chứ có phải xin xỏ để được về đây đâu. Bây giờ tớ tự ký phép về Sài Gòn ăn Tết, xong rồi lên đơn vị tính sau, tụi bây thấy sao?
Cả bọn nhao nhao ủng hộ ý kiến thằng Phi, chỉ trừ tôi và Hòa Bọ Chét. Tôi nói: anh em bớt nóng chút đi, làm gì cũng cần phải suy xét cho kỹ một chút. Tị này, ông cũng biết rồi đó, sống chết tụi này đâu có sợ. Nhưng cái cách coi lính như cỏ rác thì có bị kỷ luật tôi cũng không sợ. Thằng Banh nói: còn ý của mày thì sao hả Hoa? Tôi hỏi Hòa Bọ Chét. Thằng Tị nó nói đúng, còn lại thì tùy anh em, tao không có ý kiến. Thằng Hòa bảo: cuối cùng thì bốn đứa gồm thằng Banh, thằng Tấn, Châu Đen và thằng Phi vác ba lô tự ký phép đi ngang qua ban chỉ huy đại đội để ra lộ hướng về biên giới Việt Nam chưa đến 4 km. Tôi và thằng Hòa tiếp tục ở lại ngồi chờ. Gần một giờ sau thì Thọ liên lạc ra gọi chúng tôi vào. Trước mặt tôi là chuẩn úy Nguyễn Hồng Quang, người cao to và trắng trẻo. Anh ta hất hàm hỏi chúng không: các anh được điều về K-18 mấy người? Dạ thưa thủ trưởng, tất cả 6 người, tôi trả lời. Anh và anh kia tên gì? Và còn 4 người nữa đâu? Dạ tôi binh nhất Nguyễn Sanh Tị, và đây là binh nhì Lê Hòa. Còn 4 người còn lại đi ra ngoài lộ, tôi không rõ thưa anh, tôi trả lời. Vậy thì hai anh kia ra chờ, lúc nào đủ người tôi sẽ phân về khẩu đội. Chuẩn úy Quang chỉ tay ra hướng bụi le lúc nãy. Tiếp tục chờ thêm độ 1 tiếng đồng hồ thì tôi bảo với Hòa Bọ Chét: tìm thằng Thọ liên lạc để nói cho nó biết, để nó tự báo cho đại đội là 4 thằng lãng tử kia đã tự ký phép về Sài Gòn rồi, đừng chờ nữa. Gần 4 giờ chiều thì 2 khẩu đội trưởng 3 và 4 được triệu tập lên đại đội để nhận quân bổ sung là 2 thằng tôi. Thằng Hoa về khẩu đội 4 của trung sĩ Nguyễn Văn Tám, tôi về khẩu đội 3 của trung sĩ Nguyễn Văn An. Nhiệm vụ của tôi và thằng Hoa là làm anh nuôi cho khẩu đội. Vừa nghe chuẩn úy Quang phân giao nhiệm vụ, tôi muốn sụm bà chè vì không thể tin được là tôi được giao nhiệm vụ nấu ăn. Tôi xin ý kiến và nói: xin thủ trưởng xét lại giúp tôi, vì tôi đã quen tác chiến nên việc nấu ăn rất tệ. Nuôi quân cũng là nhiệm vụ chiến đấu, quân đội phân công anh nên chấp hành cho tốt. Nếu còn ý kiến nữa tôi sẽ nhận xét anh đó. Nghe chuẩn úy Quang phán câu xanh dần, toàn đào to bú lớn. Trung sĩ An nháy mắt với tôi rồi nắm tay tôi lôi ra ngoài. Trên đường về khẩu đội, anh An nói với tôi: tôi có nghe nói ở bên tiểu đoàn 1 ông đánh đấm cũng được lắm, và lại chịu chơi nữa. Cứ an tâm đi, về với bọn tớ cũng vui lắm. Còn việc nấu nướng thì cả bọn cùng làm, suy nghĩ chi cho mệt. Còn cái lão Quang chính trị viên ấy à, thì bọn tớ vứt luôn. Với thái độ chân tình hòa nhã của người khẩu đội trưởng đã làm tôi phần nào an tâm để hòa nhập vào gia đình 12 ly 7 mới đang đóng quân trong rừng le. Buổi tối toàn đại đội tập họp đón giao thừa trên bãi đất trống. Sau khi nghe chủ tịch nước chúc Tết đầu năm qua radio bán dẫn, thiếu úy Hồng, đại đội trưởng đọc quyết định thăng quân hàm lên binh nhất cho tất cả các binh nhì trong đơn vị, trong đó có thằng Hòa Bọ Chét, riêng tôi được thăng hạ sĩ. Tiết mục tiếp theo là lính hát lính nghe cây nhà lá vườn. Tết chúng tôi cũng có mứt bí, mứt gừng, trà sen và hạt dưa, chỉ không có bánh tét và thịt có trứng, và cũng không có tiếng pháo khai xuân đỉ đẹp. Không biết mấy đứa bạn ở tiểu đoàn 1 giờ này đón Tết ra sao. Lần đầu tiên trong cuộc đời người lính tôi đón Tết xa nhà, dù là tôi hay bất kỳ anh lính trẻ nào khi đang hiện diện ở tiền đồn hẻo lánh hay bất kỳ nơi đâu trên chiến trường ngoại biên này đều có cảm giác nhớ nhà, nhớ đến điên dại. Nhớ lắm, nhớ mọi thứ ấm êm, nhớ con phố quen, rồi nhớ từng ánh mắt nụ cười người thân, người yêu và bạn bè. Bọn lính phòng trần chúng tôi có vui gì ngoài nỗi nhớ nhung khi đón Tết xa nhà. Ở đây giờ này tôi chỉ có bóng tối nhạt nhòa của rừng le thâm thẳm, còn đồng đội tôi đứa ở khe núi, kẻ ở ven rừng thì cũng làm gì có Tết. Khi tóc còn nhuốm bụi đường thì dương gian này mọi điều không còn nghĩa lý gì. Nếu không có những người trai thời chiến, tôi còn ngồi đây vai ướt đẫm sương đêm giữa cơn gió lạnh phút giao mùa. Chuyện yêu đương đôi lứa, chuyện hẹn ước mai sau thì để lại tính sau. Còn giờ đây biên cương Hồ Hải đang cần chúng tôi, có chúng tôi thì xuân ơi khoan thôi hãy đến. Quý vị nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.